Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa lập trình Angular tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Và ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về việc validate dữ liệu ở trong Rectifier. Rồi, thứ nhất là chúng ta sẽ phải import cái validator. Nhớ là có S nha các bạn, ở trong này thì nó sẽ chứa các cái function validator của chúng ta. Rồi, bước tiếp theo thì các cái form control này chúng ta sẽ thêm cho nó những cái validator của chúng ta. Email thì ở đây mình sẽ mở ngoặc vuông ra và mình thêm cái validator đầu tiên của mình vào. Ví dụ mình bảo email không được để trống thì chúng ta có validator.require. Rồi, lưu lại. Mình refresh ở đây ha. Rồi. Bây giờ thì mình muốn là nếu mà cái form của mình á mà nó valid thì cái button submit của mình nó mới được enable, còn nếu mà không thì nó disable. Thì chúng ta sẽ làm thế nào? Ở đây mình sẽ cho thuộc tính là disable. Đó. Và bằng cái form của chúng ta là form sign up và chấm invalid. Tức là khi nào nó invalid, tức là nó không có chuẩn xác ấy, thì lúc đó chúng ta sẽ disable cái button submit. Rồi mình lưu lại. Các bạn sẽ thấy là cái button này nó bị ẩn đi. Nếu bây giờ mình nhập vào này đó, thì ngay lập tức nó sẽ hiện lên và mình xóa đi thì nó ẩn. Tiếp theo thì chúng ta muốn highlight những cái control nào mà nó đang bị invalid. Ví dụ email này nó đang invalid chẳng hạn. Bây giờ mình click ra ngoài nhé, mình click vào password này. À, lúc đó nó hiển thị màu đỏ lên. Tại sao lại màu đỏ này? Không phải ngẫu nhiên mà nó có màu đỏ này các bạn. Chúng ta sẽ inspect vào trong cái control email này. Các bạn sẽ thấy nó có hai class là ng-invalid và ng-touch. Và nếu bạn nào nhớ bài trước thì chúng ta đã thêm vào cái style cho những cái input mà có cả hai class là ng-invalid và ng-touch, border 2 pixel và solid màu đỏ. Cho nên nó có được cái màu này, đúng không ạ? Nếu mà các bạn muốn có những style khác thì đơn giản là các bạn viết thêm vào đây thôi. Rồi, chúng ta tiếp tục. Rồi, bây giờ mình muốn là nếu mà cái email này các bạn không điền vào thì nó sẽ hiển thị ra là email này cần được nhập thông tin chẳng hạn, thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Nếu mà muốn như vậy thì ở đây mình có một thẻ p và mình sẽ sử dụng ngif. Đó. Ở đây mình bảo là email is required. Lưu lại này. Thì lúc nào đương nhiên nếu mà các bạn viết về thì lúc nào nó cũng hiện lên rồi. Mình bảo là khi nào mà cái email này nó invalid thì mình sẽ hiển thị lên, thì chúng ta có ngif. Mình sẽ truy cập đến cái email này bằng cách là form sign up, đúng không ạ? Tiếp chấm control, chúng ta chấm cái email này, rồi mình chấm invalid, mình ngưng lại. Các bạn sẽ thấy là ok, lúc này nó invalid tại vì mình chưa có nhập text vào. Bây giờ mình nhập này, mình nhập chữ x lập tức nó mất đi, đúng không ạ? Rồi, tuy nhiên thì mình muốn là không phải ngay từ đầu nó hiển thị cái thông báo này lên, mà chờ khi mình untouch khỏi nó thì lúc đó nó mới hiển thị lên. Thì mình sẽ copy thằng này và mình sẽ thêm điều kiện cho nó. Và rồi, và đây chúng ta có cái thuộc tính là touch. Mình lưu lại. Thì lúc đầu các bạn chưa thấy nó hiển thị lên, đúng không? Bây giờ mình focus vào nó này và mình blur ra, lúc đó thì nó mới hiển thị lên. Tuy nhiên thì cái lệnh này rất là dài, đúng không? Thay vì như vậy thì chúng ta sẽ có một cách viết ngắn hơn, đó là ở đây thay vì chấm control thì email chúng ta xóa đi và chúng ta chấm get, chúng ta để email rồi chấm invalid, nó sẽ ngắn hơn một chút. Cái này thì nó đặc biệt lợi với những cái control mà nằm ở bên trong một cái form group khác, các bạn có thể viết nhanh hơn. Rồi, ở đây thì mình cũng viết như thế. Ok, mình lưu lại này. Rồi, thì các bạn vẫn được kết quả tương tự, đó là cái hàm chấm get. Ví dụ nó nằm bên trong Node.js chẳng hạn thì chúng ta có thể chấm ví dụ subject. Mình ví dụ ra nếu mà nó nằm bên trong thì chúng ta có thể subject.email. Như thế. Rồi, mình xin tạm dừng video này tại đây. Ở video tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về việc chúng ta có những cái custom validator. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.